Dạ, Gia có nhớ đọc một câu chuyện gần đây, câu chuyện cũng rất là đáng suy nghĩ. Có một cậu bé mù ngồi ở vệ đường và để cái tấm bảng ở trước trước cái chỗ của mình xin ăn đó, để trước cái món mình lại là tôi mù làm ơn giúp, và người ta chỉ bỏ một vài đồng lẻ vào đó thôi. Thì có một doanh nhân đi ngang qua và ông ta bỏ một vài đồng và ông ta lấy cái tấm bảng đó lên lật ở bề sau, ông ta viết một hàng chữ, để cái hàng chữ đó thay thế cái hàng tôi mù làm ơn giúp đó, ông để ra và ông đi. Thì tự nhiên cậu bé nhận được nhiều tiền quá, người ta đi qua đã cho nhiều quá. Tới chiều thì ông doanh nhân đó đi ngang trở lại để xem tình hình thế nào, thì ông cái cậu bé đó nghe tiếng chân, cậu bé hỏi phải ông buổi sáng ông đến không, ông có viết cái gì trên cái bảng của cháu hả, ông viết cái gì vậy? Thì ông doanh nhân nói là tôi cũng viết đúng y cái ý của cháu thôi, thay vì là tôi bị mù làm ơn giúp, tôi đã viết lại là hôm nay bầu trời thật đẹp nhưng tiếc mà tôi không thấy nó. Và cái câu đó nó làm người ta cảm động quá, người ta tự nhiên người ta đi qua người ta lại cảm thấy là xót thương cho cậu bé và thấy mình hạnh phúc hơn cậu bé này, và đáng thương quá người ta lại cho tiền nhiều. Cho nên chỉ có thay đổi một chút cũng cùng một ý nghĩa, nhưng mà thay đổi cách viết một chút tự nhiên nó thành công hơn. Cái bài học đó cũng cho chúng ta suy nghĩ nhiều khi đời sống chúng ta bây giờ nếu mình thấy vẫn chưa bình an, chưa thỏa vui, chưa thật sự hạnh phúc, chúng ta nên thay đổi. Và như mục sư đã đề nghị chúng ta thay đổi niềm tin của mình vào đấng tạo hóa, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc thật. Sau đây chúng ta sẽ nghe một ca xuân vui tươi và xuân đến bên nhà của nhạc sĩ Lê Phước Thiện qua phần trình bày hợp ca của các thanh niên trong hội thánh. Xin mời các anh chị. Làm gì đưa bài thì khó hoa, bao nhiêu vui sẽ đến bên hiền nhà. Đưa bài đi ca bằng thơ đơn, hát câu ca một chút xuân về. Tình yêu buồn trong chiếu nhà, chiếu trong con thương hoa ai vui. Và đừng thêm mưa trong khi tối cao, Chúa ban cho trần đời vui tươi. Xin cho đời ta vui, cho con được vui.
giờ chúng ta qua năm câu nếp sống đạo hơi khó chút xíu. Cơ đốc nhân tha thứ cho người khác mấy lần? 70 lần phải. 9 lần. Quý vị xin chú cầm mic nói tiếp tục nha. Bà mục sư ở chợ, bà mục sư bằng tay kể. Bà mục sư rất là người. Là xin mời chú dạy mình tha có 10 lần này. Dạ. Không giới hạn. Dạ. Dạ, cảm ơn chị bà mục sư. Chú cầm không tay. Cơ đốc nhân tha thứ cho người khác không giới hạn, không phải là tại trong Kinh Thánh có câu 77 lần 7 là tưởng là 70 lần 7 thì em nói cũng đúng là 49, nhưng mà còn hơn 49 nữa là nếu mà anh nhà có giận em làm em giận lần thứ 50 không lẽ em không tha. Dạ. Rồi câu thứ hai, ô câu đó là bà mục sư nói đọc A được 1 điểm. Dạ. Câu thứ hai, trong trường hợp nào Chúa từ chối nhận của lễ của chúng ta? Chúa thường thường là con hay Chúa đến thời gian của lễ Chúa vui lòng lắm, nhưng mà có trường hợp Chúa không muốn nhận của lễ đối với anh chị khi mình dặn ở nhà chưa giải quyết mình tới mình dặn. Quá hay, xin chân thành vỗ tay. Khi mà chúng ta dẫn nhau tầm thường đó, đừng có đem cái gì lên nhà thờ dân Chúa đó cũng không nhận đâu. Quý vị phải về làm hòa với anh em bà con người thân yêu của mình rồi thì mới dân của lễ cho Chúa. Dạ, cảm ơn Hương. Bây giờ câu thứ ba, để sống lâu và được phước, Cơ đốc nhân cần làm gì? Tại kêu kính cha mẹ. Thì để được sống lâu trên đời trên đất. Nhà cảm ơn chị cô đấy. Câu thứ tư, để khỏi xa vào trước các chỗ, Cơ đốc nhân cần làm gì? Cầu nguyện. Cần mấy anh nam giúp đỡ. Đội nam chọn người diễn tả dùm cho hai đội nữ đó. Một tấm xấu mà Cơ đốc nhân cần tránh và một tấm tốt Cơ đốc nhân cần tiếp tục duy trì. Người diễn tả tự ý chọn cái tấm đó. Bây giờ xin mời trước hết mời Hoàng Minh suy nghĩ. Em suy nghĩ coi là cái tấm nào mà người con Chúa cần tránh. Dạ, cái này là Hoàng Minh là được 1 điểm bằng B và cái chị dạ C trả lời cũng được 1 điểm luôn nha. Rồi, một thì mời